xin chào quý vị và các bạn ngọc mai xin chào mừng các bạn đến với kênh podcast khám phá lịch sử hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay ngược thời gian trở về những năm tháng hào hùng của cuộc kháng chiến chống pháp để lắng nghe câu chuyện về những người lính thủy quân sông lô những người con ưu tú của dân tộc mai rất háo hức được tìm hiểu về giai đoạn lịch sử này đặc biệt là câu chuyện về quá trình huấn luyện và cuộc sống của những người lính thời đó. Có lẽ cuộc sống của họ rất khó khăn nhưng chắc chắn cũng rất lãng mạn. Chào Mai và quý thính giả. Tôi là Lê Quang Loát, cựu chiến binh thủy quân sông Lô. Câu chuyện về cuộc đời lính thủy của chúng tôi phải nói là cười ra nước mắt, có cả gian khổ lẫn những kỷ niệm đẹp không thể nào quên. Lãng mạn thì cũng có đấy, nhưng mà kiểu lãng mạn đặc sệt lính thủy cơ. Mai thử tưởng tượng xem, giữa bom đạn khói lửa mà vẫn say mê tập luyện vẫn ca hát, vẫn lạc quang yêu đời. Đó có phải là lãng mạn không? Ồ, nghe hấp dẫn quá. Vậy là không chỉ gian khổ mà còn có cả những niềm vui. Điều gì đã thôi thúc ông và những người bạn của mình quyết định gia nhập thủy quân vậy? Câu chuyện bắt đầu từ cuối năm 1947, sau chiến thắng sông Lô. Khi đó, tôi chỉ là một cậu học trò nhỏ, chứng kiến những người lính vệ quốc quân diễu binh hùng dũng. Vài năm sau, khi đang học trung học, tôi được nghe anh Quế, cán bộ trường thủy quân, kể về cuộc sống của người lính biển. Giọng anh hào hùng, lôi cuốn, khiến tôi và đám bạn sụp sôi ý chí, quyết tâm xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ. Thật sao? Chỉ với những câu chuyện thôi mà đã đủ sức thuyết phục mọi người như vậy sao? Thời đó, lòng yêu nước của thanh niên sôi sụp lắm. Chỉ cần một lời kêu gọi là hàng trăm, hàng nghìn người sẵn sàng lên đường chiến đấu. Như tôi đây, Tối đó về thưa chuyện với thầy và bầm, được thầy bầm ủng hộ, thế là lên đường ngay. Cũng có chút lo lắng, hồi hộp, nhưng niềm vui được cống hiến cho tổ quốc đã lấn át tất cả. Điều này thú vị quá. Vậy quá trình huấn luyện của ông và đồng đội diễn ra như thế nào? Chắc hẳn là rất khắc nghiệt. Ngày 16 tháng 1 năm 1950, tôi chính thức gia nhập thủy quân, xuôi thuyền về phố Giản, nơi được anh Quế gọi vui là thủ đô của lính thủy. Doanh trại đơn sơ, bằng tranh tre nứa lá. Anh Quế tuyên bố, từ giờ các cậu đã là lính, chỉ biết nghe lệnh. Chúng tôi đồng thanh hô rõ, cuộc đời lính thủy của tôi bắt đầu từ đó. Nghe có vẻ khá giản dị so với tưởng tượng của Mai. Vậy việc huấn luyện có khó khăn không thưa ông? Khó chứ. Tháng đầu tiên học điều lệnh tác phong, kỷ luật quân đội. Quen tự do rồi, giờ vào khuôn khổ, ban đầu cũng bỡ ngỡ lắm. Các anh chỉ huy hay nói vui, vui thì nổ trời, mà học và tập thì chết thôi. Nhưng nhờ sự nghiêm khắc và tận tình của các anh chỉ huy, chúng tôi dần quen với nếp sống quân ngũ. Wow, nghe thật vất vả. Ngoài điều lệnh tác phong, ông còn được học những gì nữa? Sau một tháng thì bắt đầu học chuyên môn. Tôi được học ngành hàng hải. Học tín hiệu, nơ, nút, treo thuyền trên sông Lô, sông Chảy. Vất vả, nhưng mà vui. Thầy Quế, người cán bộ mà tôi từng ngưỡng mộ, giờ lại là người thầy tận tình chỉ dạy chúng tôi thầy Quế chắc hẳn là một người rất đặc biệt. Còn về cuộc sống thường ngày của những người lính thì sao, thưa ông? Thời đó khó khăn lắm. Quần áo cũ sởn, chúng tôi phải tự nhuộm bằng lá cơi. Cơm gạo mạt, canh rau lỏng võng. Có những ngày cuối tháng, chỉ có canh rau luộc chấm muối. ấy vậy mà bữa nào cũng hết vèo. Thật khó tin. Vậy giữa những gian khó ấy, điều gì đã giúp ông và đồng đội giữ vững tinh thần? Đó chính là tình đồng chí, đồng đội và những hoạt động văn nghệ anh Ngô Thế Lãng với cây đàn guitar, Hoàng Luận với cây đàn violon, Nguyệt Đen với tài kể chuyện đã mang lại cho chúng tôi những giây phút thư giãn quý giá. Những đêm lửa trại, tiếng đàn, tiếng hát vang lên xua tan mệt mỏi, thắp sáng niềm tin chiến thắng. Thật cảm động. Qua câu chuyện của ông, Mai đã hiểu thêm rất nhiều về cuộc sống và tinh thần của những người lính thủy quân sông Lô năm xưa. Cảm ơn ông đã chia sẻ những kỷ niệm quý báu này. Cảm ơn Mai và quý khán giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Khám phá lịch sử hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.